Đêm nay trời trắng trăng mình bên nhau cùng hòa chung câu hát. Hôm xưa tình đắm say nhạc lẫn lẫn lòng em nghe sao xuyên. Ta say cùng ánh trăng cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao. Sao hỡi hãy sáng soi tình ta. Đêm nay ta cùng say dù thơm ngất ngây cùng nhịp bước cuồng quay. Lâng lâng men rượu cay nhịp tim đắm say mình hòa khúc tình ca. Xin cho lứa đôi bên nhau sẽ mãi muôn đời gần nhau. Anh mơ một sớm đau mình bên nhau dù hồng bụi bao cười. Muôn chim cùng hát ca mừng đôi ta tình nồng hương phơi phới. Xin muôn đời có nhau tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai. Muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Yeah! Anh em ơi! Lâm ly! Một, hai, ba, vô! Đêm nay trời sáng trăng mình bên nhau cùng hòa chung câu hát. Hôm xưa tình đắm say nhạc lâng lâng lòng em nghe sao xuyên. Ta say cùng ánh trăng, cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao. Sao sáng, hãy sáng soi tình ta. Đêm nay ta cùng say, dù thơm ngất ngây cùng nhịp bước cuồng quay. Lâng lâng men rượu cay, nhịp tim đắm say mình hòa khúc tình ca. Xin cho lứa đôi bên nhau sẽ mãi muôn đời gần nhau. Anh mơ một sớm mai mình bên nhau dù nồng bụi bao cười. Muôn chim cùng hát ca mình bên nhau tình hồng vương vơi vơi. Xin muôn đời có nhau tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai. Muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Anh Thành ơi, dừng bước cho em hỏi thăm anh tí xíu nè. Nói chung mà đầu tiên là nhìn cái thể hình anh là em kết rồi. Dạ kết. Nói chung thì cái tướng sang đúng không quý vị, cũng rất là điển trai đúng không ạ? Và hôm nay em xin hỏi anh một câu thôi rồi em trả cái mi cho anh nói liền nè. Năm nay em bao nhiêu tuổi, làm nghề gì vậy anh? Có vợ chưa, lương tháng nhiêu vậy anh? Năm nay anh mới có 54 à. 54 mà nhìn mường tưởng khoảng 45 đúng không quý vị? Chúc mừng cho anh Thành mình đi à. Trẻ trung. Thật sự á, ngày xưa anh là bạn thân của Lý Đức. Anh tập thể hình chung với Đức Đức á. Nhưng mà có con cái này nè, thằng kia nó tập đúng bài là nó 6 múi. Anh dồn lại có múi thôi. Dạ. Vậy được không? Nói chung á là anh Thành mình tuy rằng có một múi nha em thích. Được không? Bây giờ người ta gọi là thể hình đẹp 6 múi thích đúng không? Nhưng mà em thấy anh một múi em thích. Nếu mà có quý chị nào mà thích như em thì liên hệ với anh Thành 0753 871 113 nha quý vị. Có số của anh là 0935352 đứa. Trời đất ơi, dễ thương không quý vị. Vỗ tay chúc mừng cho anh Thành mình nha. Vâng, xin cảm ơn tinh thần văn nghệ rất là cao trào của anh Thành đã cùng thể hiện chương trình với hai giai điệu rất là dễ thương và hồn nhiên. Và sau đây thể theo lời nhu cầu của toàn thể quý vị khách quý yêu thích văn nghệ trong buổi tiệc ngày hôm nay, thì bà ngoại của chú rể sẽ cùng đến với chương trình ngày vui của cháu với một giai điệu nào đó.
cùng đến với chương trình ngày vui của cháu ngoại hôm nay thì bà ngoại sẽ trình bày ca khúc được mang tên Sao Chưa Thấy Hồi Âm. Đó, ca sĩ nổi tiếng trước khi lên sân khấu phải có MC vệ sĩ dịu đỡ cỡ đó đó. Cái này người ta gọi là cái bàn tay này năm ngón ngoe ngoe mà đeo vàng quá trời quá đất luôn. Cái này là má ơi, thương má không phải vì tiền, thương má vì bởi sợi dây chuyền má đeo. Dạ, xin chúc mừng má sẽ cùng ủng hộ cho đứa cháu ngoại của mình với ca khúc Sao Chưa Thấy Hồi Âm. Cùng chào đón giọng hát